Hôm nay thì cũng rất là buồn đó bác ạ, khi mà lần đầu tiên cháu Lực bị mạnh thường quân là gọi như là gạt đấy cô bác. Chưa chín bốc à chưa? Dạ. Cái ông thì cũng ăn cơm rất là sớm cô bác. Ôi trong trong nhà có vẻ gọn gàng quá nhỉ? Trong nhà có vẻ như là ít đồ hơn. Cái ông thì cái món thuốc lào thì không có bỏ được cô bác ạ. May là có em Hải bé bé này chứ không là không có. Con có một cân chưa nhỉ? Hả? Con có một cân chưa nhỉ? Chưa có đâu nhỉ? Có con đây. À có con bé bé kìa. Em bảo có một cân chưa nhỉ? Một con đây. Một con á? Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Và hôm nay thì cháu Lực lên thì có một tin rất là buồn của bác ạ. Các bác có theo dõi video trước thì cũng có nghe là có một bác mạnh thường quân giấu tên là muốn giúp đỡ cho em Sử với em Hải là làm cái phần mái hiên nhà đấy cô bác. Tuy nhiên thì khi mà cháu Lực đi mua vật liệu về rồi và gọi công thợ một cái rồi thì cũng đã trả cho công thợ với lại trả tiền vật liệu thì một cái khoản cũng rất là lớn rồi cô bác. Đấy tuy nhiên thì không thấy bác ấy liên lạc lại với cháu Lực hay là bác ấy gửi tiền để mà làm về cái khoản mái hiên đấy cô bác ạ. Rất là buồn. Đấy cháu Lực lại tiếp tục lại lên trên nhà của ba ông cháu nữa và để nói ở cái thước phim hôm nay, nếu mà thí dụ bây giờ mà không thể mà làm được ấy cô bác thì cháu Đức sẽ giả lại tiền vật liệu đấy, nhưng mà sẽ mất về cái tiền mà cháu Đức thuê người ta hôm nọ thì lúc mà lên cho người ta đo đạc cô bác thì cháu Đức cũng đã gửi tiền công thợ cho người ta một chút rồi, tại vì là khi mà làm ấy thì người ta lúc nào cũng luôn phải lấy trước một chút là lấy độ tầm là độ 500.000 đó cô bác ạ. Hôm nọ thì công thợ cháu Lực đã gửi là 500.000 trước rồi. Hôm nay thì cháu Lực lên đây thì rất là tối. Đáng lẽ ra là hôm nay cháu Lực không có lên nữa. Đấy nhưng mà tuy nhiên là có cái sự việc này thì cháu Lực là phải lên và ghi hình nó lại cho các bác nghe một chút. Ôi, Hải yêu ấy. Tìm anh Sử ạ. Anh Sử à? Anh Sử lên trên làm gì á? Anh Sử đi trên kia xem người ta đào đường ạ. À. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế là cùng Sử để đi luôn. Đây là bạn Bảy. Bạn bên đây là? Bạn anh ông bà đây. Thế Hải đi ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. Ăn rồi à? Vâng. Thế Sử ăn cơm xong mới đi à? Vâng. Đây bà cũng lên thì muốn gặp lại em, cũng muốn nói với em Sử đó cô bác ạ, về cái vấn đề mà bác Mạnh Thường Quân giấu tên ấy thì bây giờ bác lại không có không liên lạc với cháu Lực nữa rồi cô bác ạ. Anh Sử đi tận đâu? Đi tận trên kia thôi ạ. Tận trên kia à? Vâng. Thời tiết đến buổi đêm thì hơi lạnh lạnh một chút rồi cô bác ạ, để nối lại em Hải là còn phải mặc áo khoác rồi. Nhà Hải thì hôm nọ ông có chia cho một cây ở đâu không? Có ạ. Có à? Vâng. Ở đâu? Trên kia ạ. Trên kia à? Vâng. Cây to chưa? Chưa đâu ạ. Còn chưa to à? Vâng. Vậy bây giờ thì cây chưa có to đâu cô bác. Nếu mà như cây to thì có thể là lấy cây sao mộc này về để mà làm cái phần mái hiên cũng được. Hay là anh Sử đang xem đào đường ấy. Vâng. Cái con đường này thì là
bây giờ được cả bên chính quyền người ta mở rất là rộng các bác ạ. Bảo lên gọi anh Sử à? Vâng ạ. Gọi anh Sử là xong chuẩn bị đi đâu? Đi bắt gà. Đi bắt gà? Vâng. À, gà nhà dưới à? Vâng. Như kiểu là nhà dưới nó có gà của bác, thành ra là khi mà em Sử mua vé nó cứ chạy đi xuống nhà dưới. Cho lúc cũng đã bảo em Sử là quay cái chỗ mà thả gà ấy, thì để cho hai anh em là bắt gà về để mà thả thì nó cũng chạy xuống dưới. Ôi, Sử có ở đây đâu? Hình như con thấy. Ôi, kia có phải Sử không? Nhìn nó giống nhỉ? Có phải không? Hình như không phải đâu. Béo ơi, Sử đây không? Béo ơi. Hả? Không thấy á? Hay là Sử đi bắt gà trước rồi? Không biết ạ. Biết, thử. Chị gái thấy Sử bên kia không? Sử đó. Có. Chị không thấy. Không thấy đâu. Sắp đào xong chưa chỗ này em? Béo. Tháng nữa. Đang bơm mớ à? Không thấy Sử đâu à? Mang không thấy Sử à Béo? Không thấy đâu. Sử không biết đâu đi đâu rồi. Mày ra đây xem mày xúc không? Thấy lúc chả thấy đâu rồi. Chả biết đi đâu rồi. Hay là đi bắt gà trước rồi Hải? Hay là Sử đi lên từ trên cao này đi xuống thì mới nhìn thấy là rất là nhiều cái ngôi nhà này cô bác này. Đây còn là ngôi nhà của em Hải thì được nằm ở dưới cái phần mà có những cái cây măng nứa đấy cô bác. Đây bây giờ Hải đi gọi Sử xem là ra nhà bên kia xem thấy không nhá. Vâng. Gọi đi bắt gà. Vâng. À, vừa rồi thì cháu Lực cùng với lại em Hải là từ trên kia xuống rồi cô bác. Thì về nhà thì thấy là em Sử em ấy mở cửa khá là tối rồi. Đâu xem tivi à? Vâng. Phải tắt điện xem tivi à? À, tắt điện xem cho nó tiết kiệm một tí, anh bật lên tí nhá. Bật sáng đây à, có mấy thanh niên này về xem tivi à? Xem tivi to nhờ? Xem phim gì đấy? Hả? À, thanh niên này xem phim gì đấy? Xem phim gì đấy? Phim rắn. Phim rắn à? Ừ. À, đây là con của chú nhỉ? Xanh với lại, sân với lại ấy nhỉ? Dạ. Thế Sử vừa rồi à, vừa đi đâu ấy? À, đi nhà ca à? Đi trên nhà ca là được. Là làm gì? Đi xem gà. Đi trên nhà ca xem gà. Vâng. Xem có thấy được gà chưa? Có rồi ạ. Có rồi à? Vâng. Đấy, cho các em ra xem phim ấy ra đây. Anh nói với Sử về cái nèo này. Hôm qua anh bảo với Sử ấy rằng là cái mái hiên ở nhà này có một bác giấu tên là bác ấy giúp đỡ và tài sự cho em Sử ấy. Vâng. Đấy, nhưng mà hôm nay thì anh lấy sát lên mọi cái rồi thì không thấy bác ấy trả lời lại anh. Vâng. Đấy, thành ra là có thể là lần này anh sẽ lại là thất hứa với em là không có làm được mái hiên cho em rồi. Vâng. Đấy, cháu Lực cũng ở đầu cái video của bác, cháu Lực cũng là nói qua một chút rồi rằng là bác giấu tên. Lúc đầu bác ấy liên lạc với cháu Lực thì cũng nhắn tin qua Lực và gọi điện nói rằng là muốn giúp đỡ cho em Sử là làm cái mái hiên. Trong thời gian qua, trong thời gian vừa rồi khi mà làm nhà thì bác không có giúp được. Thì bây giờ nhà đã hoàn thiện rồi thì cái phần mái hiên này thì bác ấy mong muốn là giúp cho em Sử ấy, để mà làm cho em Sử một mái hiên thì lúc mà mưa to ấy, thì sẽ không có bị hắt vào cái phần khoảng là trong nhà một chút của bác. Đấy, tuy nhiên thì đến hôm nay thì cháu Lực lại không có được sự hồi âm của bác rồi. Thành ra là về cái khoản mái hiên này thì chắc là cháu Lực sẽ phải là ngừng lại thôi cô bác ạ. Ngừng lại không thể mà làm được cho em Sử nó rồi. Hiện tại thì vật liệu cháu Lực cũng đã lấy gọi là đầy đủ hết rồi. Hôm nọ thì công thợ này làm cháu Lực cũng đã gọi lên để mà xem mọi cái tôn thì cũng đo hết xong xuôi rồi. Đấy, tuy nhiên thì
không có liên lạc được thì cháu Đức cũng không biết là phải là làm như thế nào cả cô bác ạ. Đấy, còn là bây giờ thì ở nhà là bây giờ thì cái vật liệu mà cháu Đức đang lấy lên ấy, thì chắc là cũng sẽ bảo là người ta là phải dừng lại đã để không lấy được để không lấy vật liệu lên nữa. Nếu mà có cô bác anh chị nào mà đồng hành cùng cháu Lực giúp đỡ cho em Sử làm phần mái hiên thì cháu Lực cũng rất là biết ơn và rất là trân trọng cái tình cảm của các bác dành cho. Đấy, ngôi nhà thì cũng làm xong rồi đấy, ngôi nhà thì cũng không có phải là gọi là xây luôn một cái lâu đài hay là như nào cả. Hai anh em thì ăn cơm xong rồi chứ? Ăn xong rồi. Ăn xong rồi à? Vâng. À, thế là hai cái bóng đèn ở phía bên ngoài thì cũng sáng ấy nhở? Vâng. Thế đêm ấy. Đêm mà sáng này thì không có sợ là trộm này kia nữa. Ở phần ở phía bên này thì cũng có một cái. Ôi, Sử là làm lại cái chỗ này rồi à? Vâng. Trong này có gà chưa? Chưa, tí tới xuống nhà bắt. À, tí là tối xuống gà bắt à? Đó. Nó chạy đi xuống nhà dưới à? Vâng. À, thế bây giờ ở đây còn mấy con này? Đây còn 3 con thôi ạ. Còn 3 con à? Thế 3 con này nó không biết đi xuống nhà dưới à? 3 con này mua về. À, là nó không biết đi xuống nhà dưới đúng không? Vâng. À. Thế còn mấy con kia nó cứ chạy đi xuống nhỉ? Nó chắc nó theo đàn đấy nhỉ? Vâng. Tí mấy giờ xuống bắt? Giờ này chứ ngủ, chứ đi bắt thôi. Thế, à, thế tầm này đi được chưa? Đi được. À, thế anh cùng với Sử đi nhá. Hải không biết Hải có đi không nhỉ? Mà Hải à, không cần cái hôn đề à? Thế sao mà? Đại ca. Đại ca. Gọi cái chuồng dưới kia thì phải là nhỏ nhỏ một tí nhỉ? Vâng. Hôm nay thì cũng rất là buồn đúng không bác ạ? Khi mà lần đầu tiên cháu Lực bị mạnh thường quân là gọi như là gạt đấy cô bác. Vậy hôm nay thì cháu Lực mới lặn lội là hôm nay thì cháu Lực mới từ dưới nhà mà chạy lên luôn đấy cô bác. Và hôm nay thì ăn mặc ấy thì cháu Lực cũng mặc quần đùi, mong các bác là sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Đây là Sử phải nhốt nó một thời gian đấy nhở? Vâng. Chứ không là nó lại chạy đi xuống lưới. Còn là về cái phần là mái hiên làm của nhà Sử ấy, cháu Lực cũng đã tính hết cả công thợ này kia thì nó cũng rơi vào độ là hơn 20 triệu một chút của bác ạ. Không biết là ông thì đã ăn cơm xong chưa? Cái lượt thẳng xong à? Ôi! Ông ở Sử như là đi đâu chưa về nhỉ? Vâng. À. Mà chẳng thấy là hồ, mà là nó tàn à. Phải đi trong à? Đây chỉ có Hải đang mới đi được vào đâu nhỉ? Vâng. Hải là người bé. À, khi có một con gà đang ấp nhỉ? Gà đấy là gà của ông à? Không, ông nọ Sử bắt kiểu gì ông nọ ấy? Hải xuống đấy hụm dưới đấy bắt rồi. À, Hải bắt à? Vâng. Ui, bắt đây phải thơm ai lồng mi gì? Ờ, bắt đây phải thơm ai gì? À, chú đi cũng vừa mới đi làm ruộng về nhờ. Té hết tàng ấy. Cái gì ấy? Con gì ấy? Con này nhiều quá. Đâu? Ui, con đấy là con gì nhỉ? Không phải tí phải à? Phải đi rửa tay đã, con đấy. Bật đèn nó sáng sáng lên một chút để cho các em nó bắt. Có nhiều lắm bây giờ.
cái con đấy. Trăng tìm á. Tí nữa. Tí nữa tắm sau. Giờ chị bao bài gì? Dạ. Cái ông này cũng ăn cơm mà. À, rất là sớm các bác. Ôi, trong nhà có vẻ gọn gàng quá nhỉ. Trong nhà có vẻ như là ít đồ hơn. Cái ông thì cái món thuốc lào thì không có bỏ được các bác ạ. Này gì không phân đó nè. Nếu không phân á. Để thóng cờ gì nè. Được chưa bác? Đây là cái giống lúa F1 của các bác này. Đây là ông mua để mà gieo. Đấy là mua là 3-4 gói. Cái này thì có cả nhà xử chưa? Hả? Có cả nhà xử chưa? Nhà mua hết à? Thế nhà xử thì là trồng giống gì? Không biết là nhưng mà giống đấy lửa đăng. À, loại đắt hơn à? Gói 201. Gói 201? Ôi, gói này ông bảo mua là... Câu thích thành cái gì này à? Thuốc cầu thiếp ra? Thuốc cầu thiếp. 9... 4 gói, dư 36. Ông mua hết 36. Nhìn ra lại chết à. Còn qua hò. Lần ảo có xào lời gì mấy ảo? Lần ảo có xào lời gì mấy? Cho nó mất tới nhà chú của sử thì cũng gieo lại này à? Chú đây là đắt là bằng của em à? Ăn nó ngon hơn đúng không? Nhưng mà loại đấy nó có năng suất nhiều không? Có năng suất nhiều đúng không? Bảo ông là cái bóng đèn này này thì lấy qua cái màng nhiệt nó đi nhá. Không biết là Hải thay quần áo chưa? Hải là phải à cởi chân được không bác ạ? Thì mới đi xuống bắt được gà. Mót cả. Vậy để anh soi cho. Mót lại nó khó là chỉ xong mà. Mót lại có khó là xong rồi. Tao con nhà lắm hơn rồi. Khâu đi. Chỉ ra khỏi tao, mua của khác này. Chỉ sẽ sống về. Chứ, chứ chỉ ta khâu qua tao là. Trông giấy sẽ gì trông giấy sẽ nhẹ cay hả? Ít thịt thịt tôi tính thịt thịt ra mà ra sẽ cái tay khó. Hả? Nhà chị gà mà. Xét là chán là bà. Cái tẩy nó khó sang phía nào vậy? Được bao nhiêu con rồi? Một con rồi. Hả? Một con rồi. Một con rồi à? Chuột này bé quá em Hải rồi. Nghe mà em Hải. Như kiểu giống cả trọi nhỉ? Vâng. Ê, may là có em Hải bé bé như này chứ không là không có. Con có một cân rồi nhỉ? Hả? Một con cá, một con trên này, chưa có đâu nhỉ. Có con đây. À, có con bé bé kìa. Em bảo có một con trên này, một con này. Một con á? À? À. Một con thì chắc là chưa đến một cân đâu. Chưa đến này. Bao nhiêu con đấy? 8 con. 8 con à? Được à? 3 con. 3 con này.
Có vẻ sẽ nghe thấy tiếng gà kêu hơi chói tai một chút các bác nhé. Gà bé. Các tổ à? Được 4 con rồi. ERP Plow. Nha, đúng rồi. Dạ, 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 áp tới rồi mà. Bây giờ phải thả được tầm tuần để sửa, nhốt tầm tuần nhá. Tháng ấy. Nhốt tầm tháng à? Được đấy, nó chưa lấy 3 ngày. À, nó xuống đây. Bây giờ phải lấy tầm 1 tháng nó mới quen được ấy nhỉ? Năm rồi, sáu rồi, sáu rồi. Nè, tao có thằng đây. Phát được phát hai con luôn. Hai con nữa sao nhỉ? Phát được một con rồi mà. Hả? Phát được một con rồi. Phát được một con rồi ạ? Tay cầm đèn ấy. À. Phát được sao mình thấy ra đây. Hải bắt luôn nữa, hai con luôn rồi. Có gì tôi nữa? Sao giờ ớt thôi từ lâu ra. Nè, sao giờ ớt thôi từ lâu ra. Để rồi đây. Đủ chưa? Cho Hải treo ra đó cô bác. Anh xử làm lại chỗ kia đi, anh cầm cho. Làm lại chỗ kia cho ông. May là Hải bé bé là em ấy còn là trèo được vào trong đấy các bác. Chuồng này cũng rất là nhỏ. Chuồng này nhỏ là chuồng nói anh em mình làm nhờ. Vâng. Chuồng khá. Đấy, xuống. Đỡ đỡ đi, ôm em đi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hả? Lấy cái này về tí tí năm sau, tí nó về nhà tắm đun nước nóng tắm đi, tí nó không ốm. Dạ, khô nước à? Tí kia không về à? À, chơi chơi thả về đúng không? Đi một tí nữa đi thả nước luôn. Cái này cầm như nào đây? Vác về à? Đây đây, đây cầm cho. Hai người đây. Hả? Hai người à? Hai đây, điện thoại đây. Chị không có đây, pin đi về đấy. Rồi, chẳng biết chẳng tay thắng ở nữa. Nay bây giờ mà làm tuột cái làm chạy đi nhở.
Này được độ tầm 5-6 cân đấy nhở? Vâng. Em Hải đi sau à? Vâng. Hải chắc là tắm ở dưới kia xong rồi mày lên được cô ba. Ủa, chỗ này không phải 5 cân đâu, còn lớn hơn rồi. Đây là một đàn của nó nhỉ? Vâng. Đây. Về thả nào. Anh cần nhá. Ừ. Ừ, cái này xong đấy. Thả. Chỗ này có rộng không? Hả? Chỗ này có rộng không ấy? Có. Đây độ tầm hơn 10 cân đấy các bác. Vừa rồi thì cháu được đoán sai, đoán nhầm mất rồi. Được chưa? Đây độ trên này xuống. Được trên xuống á? Sửa đổ nhanh nhanh nhá. Chí nó. Ây da. Mấy con kia chắc tí nó không biết tìm đường vào nhờ. Mấy thanh niên này không xem phim nữa à? Hết mạng rồi à? À vừa rồi Hải cầm điện thoại xuống cái kia nhờ. Dạ. Thành ra là không có mạng để mà xem nữa. Ôi nước này hôm nay mưa có vẻ chảy to hơn đấy nhờ. Vâng. Này hơn đầu một đầu, hơn một đầu đúa này các bác này. Cái nguồn nước này mà chảy mà lâu dài ấy, cháu được nói rất là nhiều lần rồi, thì có thể là làm một cái bể ngầm ở đây cũng được các bác. Độ tầm là 2 mét thôi, chiều sâu của nó xuống 2 mét. Hải vẫn chưa về nhỉ? Vâng. Hải vẫn còn đang ở dưới kia tắm một chút các bác ạ. Có mạng không ở kia? Chưa có mạng à? Chim mà. Vừa rồi là Hải cầm điện thoại xuống dưới, thành ra là không có mạng nữa. Vâng. Đấy, vừa rồi thì cháu Đức cũng đá cùng em Sử các bác đi xuống dưới bắt một chút gà mà hôm nọ là làm giống. Thế gà này là nếu mà thả ra nó chạy xuống dưới à? Vâng. Bây giờ phải nhốt để cho nó quen ở trên này đã nhờ. Vâng. Quen ở trên này như Sử nói là tầm 1 tháng nữa thì gà mới quen. Buổi tối có vẻ như là trên này lạnh hơn rất là nhiều nhỉ. Vâng. Vậy Hải thì hiện tại là đang đi xuống tắm, thì là chưa lên được, chắc là một tí nữa em ấy mới lên tắm xong. Chắc là cơm xong mọi cái tí nữa học bài cũng đi ngủ luôn này nhỉ. Vâng. Để ở đây thì cái bóng đèn phía bên này nhà cô bác này cũng là rất là sáng. Đây nhà Sử thì một tháng này đóng tầm bao nhiêu tiền điện? 160 thưa. 160 à? Vâng. Ừ. Đấy là mình trong đấy là có tivi, tủ lạnh đầy đủ ấy nhỉ. Vâng. Ừ. Một tháng thì bán Phạm cũng có gửi cho em Sử một cái khoản thì có thể dùng cái khoản đấy để mà đóng cái phần tiền điện nữa. Thế và hôm nay cháu Lực lên đấy các bác. Hiện tại thì nói chuyện sẽ hơi các bác hơi khó nghe một chút. Cháu Lực vẫn còn là rất là đau họng. Nên đang nghe ra là hôm nay này thì là đội làm hàn cơ khí thì người ta sẽ lên làm cho cháu Lực đấy. Thế tuy nhiên thì cháu Lực liên lạc lại với bác thì không có liên lạc được nữa rồi.
Tại không hiểu, tại không biết rằng là cái lý do là bác như thế nào ấy, nhưng mà cháu Lực cũng chỉ muốn nhắn nhủ là nếu mà như bác có theo dõi được những thước phim của cháu Lực đăng tải lên ấy, thì bác là người lớn rồi, bác suy nghĩ cái gì thì bác để cho nó chín chắn một chút, chứ bác làm như thế này thì cũng có thể là ảnh hưởng tới cháu rất là nhiều. Tại vì là thứ nhất là ảnh hưởng tới cháu là em xử có thể là gây một cảm giác mà rất là hụt hứng hay là thất vọng về cháu Lực, cũng như là các bác ở trên kênh cũng thế, cháu Lực nói được mà cháu Lực không có làm được. Đấy, tuy nhiên thì cháu Lực sẽ, nếu mà không có được cái này thì cháu Lực sẽ lại nghĩ đến phương án khác để mà làm. Đấy, cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực của bác nhá. Đấy, vừa rồi thì anh cũng đã nói cho Sử ấy, thì Sử cũng đã nghe và hiểu được rồi đúng không? Vâng. Đấy, anh sẽ tính cái phương án khác để mà làm cái phần mái hiên. Vâng. Mùa này là mùa mưa đấy cô bác, cho nên là nó nếu mưa, nếu mà gió to nó bị tạt vào trong trước cửa một tí nhỉ. Vâng. Hay có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực không xin được là chia sẻ thế đây đâu cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị số tiếp theo trên kênh của bạn em. Xin chào các bác. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.